Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Cast Mèo Con Đại Chiến. Và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục là mở cái vali gỗ này. Và để xem là trong này sẽ có cái gì đây. Một cái rocket 1007, không cần lắm. Laser 1006, quá kém. Blade 1009, Classic một vũ khí và 8k máu. Oh. Nhưng mà Classic thì mình không thích tí nào cả. Thể loại Classic mà nó trang bị như thế này thì làm sao mà có thể chơi được. 10.000 cho cái Titan, hai vũ khí, không có vũ khí phụ. Một cái Heal Toolbox. Nhìn chung là không có cái gì gọi là ấy cho lắm cả. Theo như mình nghĩ là thế. Ok, và chúng ta xem nào. Yes, chúng ta đã lên thăng hạng rồi. Tuyệt vời mà trời. Được trực tiếp trên sóng truyền hình này. Và khi lên trên này thì chúng ta sẽ được đồ 5 sao. Wow, 5 sao vàng. Và mình sẽ chọn là cái bánh donut nhá. Donut gì đó. Mình sắp được cái mốc, được cái rocket rồi. Laser 1006. Snakey đây rồi. Đã có Snakey vàng rồi anh em. Nhưng mà một vũ khí chính à? Không ổn cho lắm. Titan 2 vũ khí chính. Surfer 6.000 máu. Không được thay hay cho lắm nhở. Stinger 2 sao vàng. Blade 2 sao vàng. Một cái vé. Sao tạo đồ cùi vậy ta? Ở bên này thì mình sẽ... Ôi cái Caster. Đen đủ thế nhở. Sao được Caster sao? Một cái loa. Vẫn không được cái đồ gì ngon cho cả. Theo mình thấy là thế. Chúng ta đã lên được cái rank thứ 19 rồi đấy. Đừng có đùa. Chúng ta cho nhỏ tiếng đi một chút nhá. Nó hơi to quá. Rồi thì chúng ta sẽ mở tiếp cái hòm này này. Và unlock trong vòng 6 tiếng nữa thì nó mới unlock xong được. Oh trời, mình xem quảng cáo à. Trời, xong được rồi. Chúng ta sẽ đợi một chút nha anh em. Mình sẽ đợi khoảng 8 giây nữa. Mình ấn nhầm vào cái phần unlock. Và nó bắt buộc mình phải là xem quảng cáo thì nó mới vào được. 2, 1 và kết thúc. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc cái này đi. Ấn X nó ra này. Rồi, chúng ta skip nó đi này. Có thời gian thì chúng ta có thể xem quảng cáo để có thể tiếp tục được. Cái gì đây ta? Đang bán giảm giá hay cái gì đây? Chắc là vậy. Cúp này. Chúng ta có cúp được à? À không, cúp là bên phần top player các thứ. Đẹp trai. Đây là bảng xếp hạng. Nó có cả mặt của con rồng này. Đẹp thế nhở. Nó mua ở đâu ta? Top gang. Top gang có nghĩa là bang hội đúng không? Cái này như mình có thể làm được cả bang hội thì phải. Có một số bạn bảo mình có thể làm được bang hội. Mình có thể là my gang của chúng ta có thể tạo được cái bang hội của chúng ta. Mới mất 100 game cơ. Rồi thì chắc mình sẽ tạo bang hội. Mình chưa đủ game. Vấn đề mình chưa đủ game. Ở đây thì chúng ta sẽ xem nào, có xe nào ngon không để có thể là trang bị không. Xe gì đây? Xe rocket 2 sao vàng ở hơn 11k máu này. 3 vũ khí này. Ok. Hôm nay mình sẽ dùng cái gì ta? Vấn đề là cái xe hút của chúng ta nó không được ấy cho lắm, không được gọi là tốt cho lắm. Nên mình khá thất vọng về mấy cái loại xe classic. Classic rất là thất vọng luôn. Nó không có một cái xe nào ngon 2 vũ khí chính và 1 vũ khí phụ, hoặc là 3 vũ khí chính. Xe này là 10k máu này. Không bằng được cái xe của mình. Xe của mình đang dùng là nó sẽ có một vũ khí phụ ở trên này nữa. Nên rất là hay. Rất là tốt. Cực kỳ là tốt luôn. Chứ không phải rất là tốt nữa. Để mình sẽ xem mà tính toán xem có nên dùng cái loại xe gì không. Từ từ nha. Có cái Snakey đấy. Ok, cộng 100% cho cái Scotter này. Hơn 5k máu thôi. Và chỉ có 1 sao thôi. 100% máu thì nó sẽ lên khoảng 10k thôi. Cũng chẳng được bao nhiêu cả. Theo như mình nghĩ là như vậy. Chúng ta sẽ test thử Snakey nhé, hoặc là Pyramid. Pyramid thì mình có một số loại xe vàng mới. Đây, Snakey đây. Snakey có một xe vàng, hai xe vàng luôn. Snakey có một xe vàng 4 sao và một vũ khí thôi, chỉ cần một vũ khí. Ôi, tận 18 năng lượng cơ à? Bá cháy thật. Vấn đề là cái này thì chỉ có tác dụng được nếu như trang bị cho nó. Ui, ba cái vũ khí này. Wow, 3 vũ khí cả. Wow, 7.000. Và nếu mà ta trang bị, ôi cái này hay này. Cái này mới hay hơn này.
anh em nhìn thấy hay không? Ba vũ khí đấy, ba vũ khí của nó thì rồi, nhưng mà năng lượng ít quá, năng lượng quá ít, vấn đề năng lượng quá ít. Và nếu muốn trang bị cho nó ba cái khoan, 25% máu cho cái gì đây? 25% máu cho Seki này. Không không, không không ổn lắm. Rồi mình đang cần là tìm kiếm ba vũ khí à. Bá cháy, nếu mà trang bị được cả ba vũ khí thì quá bá cháy luôn. Mấy cái này thì next next next. Trang bị vũ khí cổ đại à? 6 này. 6 6 12 rồi. Trong khi đó nó chỉ đúng là 12 năng lượng thôi. Còn không bằng cái xe kia cơ. 8 này, 8 8 16 này thêm 6 là tầm khoảng 24 năng lượng cơ thôi. Không 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 được, xe này mình chọn cũng không được. Theo như mình nghĩ nó cũng không ổn một chút nào cả đúng không? Thử Snakey nào, Snakey Snakey khả năng mười mấy năng lượng. Đâu nhỉ? Snakey đâu rồi? Mình sẽ cần xem Snakey ở phía cuối. Đây là Snakey này. Snakey và cái Surfer này. Còn đây là kim tự tháp Pyramid, kim tự tháp Ai Cập. Kim tự tháp thì cũng không có gì nổi trội cho lắm, hai vũ khí chính và chỉ có là 9 năng lượng, 8 năng lượng, quá thấp. Quá thấp để có thể trang bị được đúng không? Chỉ trông đợi vào hai loại xe này thôi anh em. Một cái là cái hai vũ khí chính này 11 năng lượng mà nó sẽ trang bị rocket được và ba cái bánh xe. Rồi, chúng ta sẽ xem nào vũ khí thì sao? Vũ khí thì có loại xe vũ khí nào mới không? Vũ khí 4% à 4 năng lượng và hơn 2000 đam, 5000 đam còn chẳng dùng đây này. 5000 đam. Bây giờ kiếm được một cái xe nào mà vừa có năng lượng to mà vừa có khả năng nhiều vũ khí hơi khó. Có mỗi cái xe mình đang dùng là nó có thể lấy thôi. Ví dụ như xe này cũng có thể này. Rồi có thể cũng có thể đấy. Mà dễ lật lắm, xe dễ lật lắm anh em. Thế nhưng mình thấy nó khá dễ lật với cái xe như thế này. Nó hoàn toàn có thể trang bị được một vũ khí chính này. Nó tận 16 cơ. Một vũ khí khoảng 5000 đam và một vũ khí đằng sau nữa, một cái laser nữa. Đây này. Và một cái laser đằng sau nữa, hoặc là tên lửa gì đó, tùy thích, tùy lựa chọn. 30% cho Titan này. 30% cho Surfer này. 30% công à? Đúng không? Đúng rồi. Vấn đề xe này thì nó rất là củ chuối luôn. Củ chuối luôn đấy chưa? Lật ngay mà. Lật bị lật ngay luôn. Nó thật ra cái xe này nó không có cái tác dụng gì cả. Cái xe của bọn nó thì nó yếu mà. Đây ví dụ mình chuyển sang cái xe cũ của chúng ta thì nó cực khỏe rồi. Tầm khoảng 30.000 máu và 12.000 đam thì mấy cái xe này gần như không ăn được mình. Làm gì? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu mình sục cho cái chết luôn. Không thể đỡ được luôn. Tên lửa rất khỏe. Phải nói tên lửa cực kìa khỏe. Làm gì? Đi đâu? Đi đâu? Đánh trận nào thắng trận đấy luôn đấy. Cái xe hiện tại này nó vẫn có thể là dùng được ở trong rất là nhiều trường hợp nữa. Vấn đề là mình muốn sáng tạo ra một cái loại xe mới. Ai nhanh hơn? Sao giờ mình bị khựng lại một đoạn máu nhỉ? Tôi không hiểu sao lại bị khựng lại một đoạn máu luôn. Quickfire, tiến lên nào. Xem nó có cái gì. À, nâng lên có kịp không? Wow, 9000 sao đam to nhỉ. Nó tên lửa. À, nguồn tên lửa khoảng 9000 đam kìa. Để mình, đúng rồi, mình có một cái để xem nào. Mình có 3 năng lượng cơ. Wow, wow, wow. Cái tên lửa của nó 9000 đam kìa. Mình, tên lửa của mình. What the hợi. Tên lửa 2001 này. Đây đây, trang bị tên lửa này vào. Tên lửa 100 đam. Tên lửa mình lên thành là 6000 đam cơ. Tên lửa của nó 9000 đam. Bắn sướng nhờ. Bắn cứ nổ toạch 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 toạch. Đây chỉ có một tên lửa xịn thôi. Một tên lửa xịn cho Titan thôi. Tất cả là lắp ghép hết Titan này. Không có gì khỏe hơn được nữa. Cái này là 5400 này. Xem cái nào có đam có to hơn nó không thì trang bị cho vào cho nó. 5800 này. Nào 5800 nhưng mà nó ngắn lắm. 5800 thì hơi ngắn. Cái laser thì không khổ lắm à, laser thì đam yếu quá. Surfer 30% đam cho Titan này.
Vẫn không thể bằng được cái này. Vấn đề là 30% đam Titan thì mình cũng không thấy không hợp lý cho lắm. Sofer cái cưa này thì nó cũng không không được ấy cho lắm. Nào, 30% đam cho Sofer này. Cái đam to nhất là 2009 thôi. 30% đam cho Snakey. Rồi mình cái đam này sẽ to hơn một chút đây. Tiến lên nào, nó có khả năng là 10k. Chết mày này, đã đai. Chúng ta sẽ lấy full hòm ấy nhá. Và sau thì mình sẽ test cái xe khác. Một hòm này. Vào chế champion mới. Nào, fighting. Cái gì đây ta? Một bé, mình sẽ lên đầu ngay bây giờ thôi. Không quá khó khăn đâu. Bao nhiêu máu? Bao nhiêu máu? Bao nhiêu năm mới trụ được mình? Bắn xa, ôi, xe này thì chịu rồi. Vãi đi ngồi thật, mình ghét nhất cái xe đấy luôn đấy. Xe này thì cần không không chạm vào được người mình cơ. 32k máu, đúng là sợ trâu. Trâu đấy. Này thì trâu ơi. Ôi thôi. Thôi rồi, thôi rồi. Vãi lúa rồi, cái xe này vãi lúa thật. Ôi. Nó quét qua mình và nó cũng sẽ chết thôi. Thật sự là xe mình vẫn không phải vô đối đâu nhá. Có rất là nhiều loại xe có thể là hạ gục được bọn này. Chết mày này. Đã đai. Bực mình nhở. Nó chỉ cần thêm một cái này, hai vũ khí thì ngon thế. Làm gì? Làm gì em? Chết. Thêm được một cái huân chương nữa. Rồi đam 15k. Bá cháy. Dừng lại, dừng lại. Này mày chạy đâu? Một xoay đi đâu em? Win có 6 trận thôi. Khá tệ. Thật sự là khá tệ. So với một cái xe như thế này. Thôi next sang trận khác. Mày ơi giời, nó còn bật sắt bật lùi lại vậy. Chết trước đi em. Winner. Thắng có 7 trận thôi. Còn rất rất nhiều việc phải làm để có thể là nâng cấp lên cho nó được. Wow. Thua toàn bộ thằng ở trên kìa. Mà sao thua cả mấy thằng ở dưới vậy ta? Mình thua hai thằng ở dưới này. Nó có cái hệ thống bắn ở trước kia. Hoàn toàn có thể hạ được mình. Rất là nhanh chóng rồi. Thế thì mình lấy cái ghim thẳng vào người nó đi. Ghim thẳng vào người nó thì nó cũng không chạy được đâu. Rồi mình lấy thẳng cái ghim ấy. Ok. Mình có một cái ghim xịn hơn mà. Ghim xịn hơn rất rất nhiều luôn. Ghim xe đâu rồi? Cái ghim xe của tôi đâu rồi? Ghim xe... À không. Đúng rồi, ghim xe mình có ghim xe sao vàng rồi này. Chiến mày luôn đấy. Chấp cả nhà luôn. Nào. Vấn đề là mình không biết là có kịp để bật đi không ấy, bật ra không ấy. Không biết có kịp mà giết nó trước khi bị bật ra không ấy. Đã vào. Đã vào. Đi đâu? Đi đâu cho khỏi nắng em. Vấn đề mày đi đâu? Để trang bị thêm cái này vào nữa thì nó hữu dụng hơn khá nhiều đấy. Rồi mình bị thua khá nhiều dưới. Mình lên được vị trí 5 rồi kìa. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Cái thằng này mày chạy đâu hả? Nhảy nhảy nhiều đấy. Cái xe này nó bắn mình bật la đúng không? Bật ra đúng không? Thằng 7 này. Thằng Nozes. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ô oh! Rơi. Quý rồi. Vãi lúa thật. Không ăn được thằng 7 này à? Vỗ tay, thằng 7 không ăn được rồi. Rồi mình sẽ đánh chinh phục cái mấy thằng ở trên nhá. Đầu tiên là thằng thứ tư trên mình một bậc này. Nó có cái phóng bật ra thôi mà. Ai da, mạnh quá nhỉ, bật mạnh quá. Làm sao để hạ được cái bật ra của nó đây? Khó chơi thật, sẽ khó chơi thế. Chết trước, yes, hay lắm. Thế quái nào mình đã thắng được thằng này? Thế quá là mình đã thắng được thằng này nhỉ. Mình lên vị thứ tư rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Chạy đi đâu? Wow, xe nó 68k máu à? Wow, xe xịn thế. 68.000 máu, gấp đôi máu mình kìa. Wow, hơn cả gấp đôi cơ. Mình lên vị thứ ba rồi. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Yes. Dead Force đã đai. Khá là mạnh, với cái hệ thống xe như thế này khá là mạnh. Mình đứng thứ hai thôi.
mình vẫn thua hai thằng. Hai thằng này thì xe của mình chưa biết sẽ nâng cấp kiểu gì để hạ nó. Khó đau đầu quá nhờ với cái thể loại xe như thế này. Mình cực kìa ghét xe, mình cực kìa ghét với mấy cái xe mà nó có trang bị cái bật ra như thế này đấy. Khó chịu rồi, thì rất khó chịu đối với mình đấy. Mình không hề muốn lật mà chúng ta không có cái nào khác nhỉ, không có cái nào khác để chống lật nhỉ. Muốn chống lật cho cái xe này thì mình làm nào đây? Chưa hạ thằng này rồi, chắc chắn luôn rồi. Cái thằng thứ 7 mà không hạ là Death Force có thêm người mới không? Vẫn là thế này thôi. Chắc chắn nó sẽ thắng thêm một thằng nữa. Cần cầu đúng không? Lúc nãy là nó 37.000 máu và nó cũng là 12.000 đam đấy. Bị ấy quá kìa, không lên được. Xe này khó chịu quá nhỉ. Vấn đề là cực kỳ khó chịu với cái xe này. Chưa biết sẽ sử dụng cái đội hình như thế nào để có thể hạ gục được đó đây. Rồi mình sẽ về nhà mình chế xe mới đây. Thì anh em xem có ý kiến gì nên thay đổi cái loại xe được không? Mình sẽ vào đây xem là ngày có thể lên cấp đấy. Và mình sẽ mua thêm đồ cho nó này. Đồ mới, đi sắm đồ mới cho con mèo cái. Có khá khá đồ mới. Đồ bằng game này mình sẽ để dành một game để lập bang hội đã. Cái này tên siêu có đầu này. Vãi cháy, đẹp phết. Cái gì là cái bộ tóc à? Cái bộ quần áo, bộ tóc này. Mình sẽ có thêm một số cái đồ mới đây. Đó chính là cái xuyên qua đầu, cái mũi tên xuyên qua đầu, bộ tóc này. Ây da. Đẹp trai vãi cháy á. Nó rất đẹp trai luôn đấy. Đẹp trai vãi. Cười này thì cười nhiều này. Nhìn cái này khá đẹp trai. Nhìn quả tóc gọi là được vút keo, bóng mượt. Vút ngược ra đằng sau. Nhìn chất vãi cháy luôn. Rồi và mình sẽ lấy cho nó một cái xe khác đi. Xe mới đi đánh nhau cái. Xe mới đây. Rocket các thứ đây, trang bị rocket các thứ vào. Rocket là laser. Còn không đủ cơ, rocket với laser nó không cho đủ cơ. Đây mới chỉ có là 11 thôi. Chắc mình cần phải nâng cấp thêm cho năng lượng cho cái này. Rocket thì mình sẽ có cái rocket 1 sao ở đây là 5 này. Còn khoảng 1.400 đam thôi, bé quá. Quá là thấp luôn đấy. Và mình sẽ còn 6 năng lượng nữa. 6 năng lượng nữa thì trang bị cho cái gì để nó hợp lý. Chẳng trang bị được cái gì luôn đấy. Theo mình nghĩ nếu mà thế chẳng trang bị được cái gì luôn. Tầng 9 cơ. Một vấn đề cố hữu là không có đủ năng lượng để chúng ta có thể lấy được. Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp cái này lên từ 2 lên 3 này. Rất nhiều thứ để nâng cấp đúng không? Cái này cũng có thể nâng cấp năng lượng cho cái thuyền của chúng ta. Thuyền phóng thật nhanh, thật mạnh, các kiểu. Lựa chọn khó khăn đúng không? Một lựa chọn rất rất khó khăn để có thể là xem có xe nào phù hợp. Ba vũ khí kìa. Vãi cháy. Nếu ta trang bị đủ 3 vũ khí vào cái này thì rất là ngon này. 3 cái cưa thôi, con này thì chắc chắn sẽ 3 cái cưa rồi. 3 cái cưa tốc độ phải quay thôi rồi luôn. Chúng ta sẽ tìm thấy 3 cái cưa cái từ từ, nó tầm vào phía đầu này. Khá là nhiều loại nên chúng ta dễ bị lộn xộn các liệu các loại luôn. Đâu rồi? Laser các kiểu đây. Phía dưới này nữa này, laser này. Phía này thì chúng ta đây cưa đây. Đây chính là cưa. Và ra sẽ trang bị cái cưa không đủ cơ. 6, 12. Mình phải cực kỳ là nhiều năng lượng thì chúng ta mới có thể lấy được. Rồi. Chắc mình sẽ đi lấy nốt cái hòm rồi anh em ạ. Và thử cái xe này luôn. Chúng ta sẽ dùng cái xe này nhá. Xe này thì không ăn thua này. 20.000 máu và 7k đam. Đúng không ăn thua tí nào cả. Rồi. Dẫn xe này thôi. Xe này thì cực khỏe. Đập phần nào chết thằng đấy. Ây da, một quẹt. Một quẹt thôi là đủ hy sinh tính mạng rồi. Trâu bò vãi cháy. Mình sẽ lấy nốt cái hòm gỗ nha anh em. Trang trí nhiều thế em. Trang trí. Ây da, thế nó đánh được mình kìa. Một cái điểm trừ của chúng ta là chúng ta lao vào quá nhanh không. Lao vào quá nhanh. Dễ kiểu bị đấy, bị đổ. Ta bị đổ rồi thôi.
Và giờ bị mấy thằng này nó đập cho chết. Rồi ok. Vẫn phải để lại cái cũ thôi. Cái này tùy trường hợp thì ta mới có thể đánh được rồi. Và vẫn phải để lại cái này. Không có cái nào khác là vẫn phải để lại cái này. Cái này thì chắc chắn sẽ lấy được cái hòm gỗ rồi. Không thể nào mà xịt yêu được. Nhẹ nhàng. Còn một cửa nó sẽ lấy được thêm cái hòm gỗ nữa. Thôi chắc phải đi ấy thôi, phải đợi thôi. Oh man. Thế đùa nhau. Nó bật mình ra thế thì bó tay rồi. Nào tiến lên nào. Chạy đi đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Mèo đen à. Ok và chúng ta sẽ được một cái hòm xịn. Ôi ngon. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Mèo Con Đại Chiến Cast. Bye bye.